Hôm nay kỹ thuật Aqua chúng tôi hướng dẫn các bạn làm Venturi tạo khí cho hồ cá và lấy khí cho nước giếng khoan. Có hai loại, một loại là nước đầu vào 27, một loại là nước đầu vào 34. Mình sẽ sử dụng các bộ phận như sau. Mình sẽ chuẩn bị các bộ phận như sau để mình làm hoàn thiện một cái Venturi. Đầu tiên mình phải có một cái Venturi từ nhà sản xuất. Cái này của nó là mình làm cái này là 60 rồi. Cái loại này loại 60. Còn cái loại mình chuẩn bị làm cho các bạn đây là cái loại Baron hút sâu 30 m mà loại 34. Mình chuẩn bị lúc đầu là nó chỉ có vậy thôi. Lúc đầu là nó chỉ có vậy. Mình phải chuẩn bị một đoạn ống 34 dài khoảng 19 cm. Bắt đầu mình khò để mình đun vào đây. Mình đun vào đây cho nó chắc chắn, mình dán keo. Mình chuẩn bị thêm một đoạn ống cái T49 giảm ra 27. Một T49 giảm 34. 4 cái giảm 4934, 4 cái giảm 4934. Hai đoạn ống 49 dài 11 phân. Hai đoạn ống 49 dài 19 phân. Và có keo nữa, chuẩn bị keo. Rồi bắt đầu mình tiến hành làm. Bắt đầu mình sẽ dán ống một đầu ngắn vào trước trên một cái thân 49. Mình quét keo lên. Đây là mình đang hướng dẫn làm sục khí cái Venturi 27 trước nha. Rồi xong. Dán đoạn ống lên vậy. Dán đoạn ống 11 phân lên bên một bên của ống 49. Xong bắt đầu mình sẽ sử dụng, mình sẽ canh cái tâm này nó vô cái ngang cái lỗ này ha. Đây. Đó, cái tâm này vô cái lỗ này ha. Mình bắt đầu mình đóng cho nó ba cái ron này nó lên đây. Rồi đây. Đó, mình thấy cái tâm của cái này nó vô cái ngay chỗ cái đường nước để mình gắn cái ống 27 vô là được. Rồi xong. Mình sẽ dán một đầu ống 49 giảm 34 một đầu. Còn cái đoạn 19 phân, đoạn ống 49 dài 19 phân mình sẽ dán vào bên đây. Mình sẽ dán vào phần còn lại của Venturi. Mình sẽ tha keo vô đây. Đó, mình dán vô. Rồi còn đầu còn lại là mình cũng gắn một cái thân, một cái nối thẳng 4934. Mình sẽ tha keo. Đây là hoàn thành cái Venturi thân 49 nước đầu vào ống 27. Okay. Rồi bắt đầu em đang tiến hành thêm một cái Venturi 49 ống nước đầu vào ống 34. Thì quy trình mình cũng làm y vậy. Mình cũng dán cái thân cái ống 49 11 phân vào một bên của cái T49 giảm 34. Mình nhấn xuống cho nó keo cho nó cứng. Rồi mới đầu mình cũng gắn cái bộ hút sâu Baron này vô. Đó, mình canh cho cái tâm nó ngay cái điểm đào nước đầu vào đây, mình vọng. Rồi, đó, cái 34 thì nó sẽ lớn hơn, mình có dễ nhìn thấy hơn nè ha. Đó, cái nước đầu vào nó vô đây. Rồi, một đầu mình sẽ gắn cái 49 giảm 34. Đầu 19 phân ống 49 mình sẽ dán như vậy. Dán phần còn lại. Rồi, còn một cái 49 34 nữa thì mình sẽ dán phần còn lại của cái đầu này. Mình đã hướng dẫn các bạn làm hai sục khí, hai cái Venturi, một cái là nước đầu vào, một cái 27, một cái nước đầu vào 34. Rồi. Và tôi vừa hướng dẫn cho bà con và các bạn cách chế tạo Venturi. Các bạn và bà con thấy hay thì hãy để lại bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn và bà con. Ở đây chúng tôi làm số lượng lớn cho nhà phân phối và cung cấp cho nhà phân phối và đại lý và bán lẻ cho người dân và sử dụng. Nếu bà con có nhu cầu mua về sử dụng, hãy liên hệ với số hotline chúng tôi để trên màn hình, hoặc mua hay đường link chúng tôi để phía dưới. Nếu bà con thấy video của chúng tôi hay, hãy chia sẻ, nhấn thông báo và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi.